Thưa quý vị và các bạn, là quốc gia có nhiều tài nguyên thiên nhiên làm nguyên liệu cho sản xuất phân bón và với xu hướng thế giới đang phát triển một nền nông nghiệp xanh nên ngành phân bón Việt Nam đang có nhiều cơ hội phát triển. Việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đang được các cơ quan quản lý, doanh nghiệp quan tâm. Hoạt động này không những nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất phân bón Việt Nam mà còn hướng tới xuất khẩu. Theo thống kê, nhu cầu phân bón của Việt Nam hiện nay trung bình hàng năm vào khoảng trên 10 triệu tấn các loại, trong đó ure khoảng 2 triệu tấn, DAP khoảng 900.000 tấn, SA khoảng 850.000 tấn, kali 950.000 tấn, phân lân trên 1,8 triệu tấn, phân NPK khoảng 3,8 triệu tấn và khoảng từ 400 đến 500.000 tấn phân bón các loại, vi sinh, phân bón lá. Nhiều công ty phân bón như Tiến Nông, Phú Mỹ, Sông Danh, Việt Nhật, Năm Sao, Bình Điền, Phân bón Miền Nam v.v. đã mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nên các sản phẩm phân bón dinh dưỡng cây trồng, phân bón chứa silic, phân bón chứa đất hiếm v.v. không những chiếm lĩnh được thị trường trong nước mà đã có mặt tại 8 thị trường nước ngoài. Tiến Nông đã có sản phẩm phân bón xuất sang thị trường Nhật, sang thị trường Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia và chúng tôi cũng đã giới thiệu các mặt hàng ở hội chợ nông nghiệp Dubai và được các nhà sản xuất phân bón cũng như nhà sản xuất nông nghiệp rất quan tâm. Không những chúng tôi phục vụ cho thị trường trong nước ở Việt Nam mà vừa rồi chúng tôi có thử đưa sang một số nước trong khối ASEAN như là Lào, Campuchia và một số ở Thái Lan. Thì theo như các bạn ở bên kia báo về và chúng tôi cho chuyên gia sang kiểm tra ấy, thì thấy có hiệu quả rất tốt, đặc biệt là nước Lào. Và sắp tới chúng tôi có hướng sẽ chuyển sang một số nước ASEAN như là Myanmar, như là Thái Lan và một số nước khác. Theo dự báo của Bộ Công Thương, xu thế thế giới và trong nước đang phát triển một nền nông nghiệp hữu cơ nên việc sử dụng phân vô cơ ure, kali, DAP, SA sẽ giảm đi. Vì vậy, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất. Điển hình như Tổng Công ty Sông Danh là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ sản xuất phân hữu cơ sinh học theo quy trình lên men ủ háo khí của Canada. Sản phẩm đã được chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Đến nay, công ty đã cung ứng ra thị trường gần 2 triệu tấn phân bón hữu cơ sinh học. Tổng Công ty Sông Danh chúng tôi đã đầu tư vào khoa học công nghệ hiện đại, mua sắm máy móc thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất, đào tạo và tuyển dụng những cán bộ kỹ thuật có trình độ cao. Trong những năm vừa qua, Tổng Công ty Sông Danh chúng tôi đã đưa ra những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng, đặc biệt là phù hợp với từng loài cây, từng đồng đất trên mọi miền Tổ quốc và được bà con nông dân tin dùng. Theo thống kê, các mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu thời gian qua đã đạt giá trị cao như cà phê, gạo, điều, cao su, rau quả, tiêu v.v. Phần lớn là sử dụng phân bón sản xuất bằng công nghệ cao với tỷ lệ hàm lượng dinh dưỡng được nghiên cứu phù hợp với thổ nhưỡng từng vùng, từng khu vực ở Việt Nam. Do vậy, để ngành phân bón phát triển bền vững, Bộ Công Thương đã xây dựng đề án quản lý và định hướng phát triển ngành phân bón Việt Nam đến năm 2020. Theo đó, Bộ sẽ chỉ đạo vụ khoa học công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tạo mối liên kết phối hợp giữa các doanh nghiệp để sản xuất phân bón chất lượng cao vô cơ, hữu cơ, hướng dẫn các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư sản xuất các loại phân bón áp dụng khoa học công nghệ cao như công nghệ ure hóa lỏng, tháp cao, nano, lên men, enzyme, sinh học, tế bào gốc v.v. Hiện nay thì theo tôi được biết thì đất nước chúng ta cũng khoảng cả nghìn cái doanh nghiệp. Như vậy thì cái sự cạnh tranh nó cũng sẽ rất chỉ là lãng phí nguồn lực cũng như là đôi khi là rất nhiều các đơn vị không chuyên sâu mà vẫn sản xuất thì đây là một cái trở ngại rất lớn cho các cái doanh nghiệp mà nghiên cứu chuyên sâu. Bên cạnh đó thì ngành công thương, ngành nông nghiệp cũng cần phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát các cái doanh nghiệp để mà đảm bảo cái quyền lợi chính đáng cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Rất mong muốn là các cơ quan, đặc biệt là Bộ Công Thương, đơn vị chủ quản về lĩnh vực phân vô cơ. Tại Việt Nam thì mình cũng phải nâng cao được cái thứ nhất là những cái khoa học mới mà có sự khác biệt để vào là nâng cao cái sử dụng cái phân bón này có hiệu quả và mang lại cái năng suất cao cho bà con nông dân. Bám sát thực tế về nhu cầu phân bón đối với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đi trước đón đầu, tập trung nghiên cứu, liên kết với các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước, khuyến khích áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, thực hiện liên kết ba nhà có hiệu quả sẽ là hướng đi đúng đắn, đảm bảo phát triển bền vững hướng tới môi trường nông nghiệp xanh và bảo vệ môi trường của ngành phân bón Việt Nam.